Người Chill xin chào tất cả mọi người nha. Đấy, hôm nay là anh em bọn mình sẽ đi câu chỗ này nè mọi người. Mọi người thấy hôm nay trời có đẹp không? Đấy. Hôm nay là một ngày thật là rảnh rỗi của anh em người Chill Vlog bọn mình nha. Đấy, hôm nay là trời là rất là mát mẻ luôn mọi người. Nên bọn mình sẽ đi câu. Mà không biết câu được cá gì không mọi người. Nhưng mà vẫn đi câu. Câu chạy tí thôi mọi người ha. Bây giờ là mời mọi người cùng theo chân người Chill để đi câu cùng anh em bọn mình nha. Nãy là bọn mình đi tìm mấy cái địa điểm câu luôn mọi người mà không có được. Hy vọng là chỗ này, dưới này chắc chắn sẽ có một cái địa điểm rất là lý tưởng cho bọn mình câu nha. Ở dưới kia thì cũng có người ta câu này mọi người. Đấy, xa xa dưới kia kìa. Đấy, xung quanh này người ta toàn đi câu không. Đấy, bây giờ là bọn mình sẽ xuống dưới kia để đi câu ha mọi người. Xíu nữa có cá thì mình sẽ lên nước trên này. Đấy, ở trên này là có một cái bãi rất là đẹp luôn. Bãi rừng thông nha mọi người. Đấy, chỗ này là cái chỗ mà gần đập thủy điện nhất nè mọi người. Hy vọng hôm nay là sẽ có cá. Mà không cá cũng sẽ phải có cá. Không có cá nhỏ cũng có cá to. Đấy, hôm nay là bọn mình sẽ đi câu ha. Đấy. Đây, hai ông này đang xuống để dọn dẹp cái bãi câu. Đi tắm biển luôn. Đi tắm biển mình nhớ. Quần đó và quần đen. Điều mê cha. Điều thiệt đó điều trang với quả hình cảnh môi. Thấy hôm nay mọi người thấy cái trời rất là đẹp luôn đúng không? Đấy. Bây giờ là xuống để đi tắm biển. Xuống chọn mấy cái cây này nè mọi người. Đỡ phải chín. Đã tận đi em tí đúng không? Sao được vậy chúng tệ thật lũi. Tệ. Gần cút quá râm, moi lang mô mát gần cút quá râm. Một tay khát ghét tia lâm tia lâm tia đây là cảnh đi câu cá này mọi người. Đi câu cá là cảnh ngồi dưới trời nắng chờ cá cắn câu, chờ hoài chờ mãi mà không thấy được con nào luôn. Trời thì rất là nắng mà cá không có luôn mọi người. Nãy anh Hoài mà câu thân trụ thì cả đây xa trường hạ kháng. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cần câu của người bên kia mà ăn cần câu bên này nha cá. Xin là cái đó. Ok, hôm hỏi anh là ta quay giờ. Chờ câu là kìa. Cái có chua kháng. Đấy, có cá rồi mọi người. Đây. Bứt 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 ngăn mê lòng nó đó. Dạ. Hôm nay câu được con cá mè vinh nha mọi người. Đấy. Quá là kỳ kiếm. Đấy. Cuối cùng con cá rồi mọi người. Wow. Cá ơi là cá. Hôm nay tưởng không có cá mà có cá rồi mọi người. Được một con rồi. Cá mè vinh nha. Con này hiếm lắm mới câu được mọi người. Ở chỗ mình câu chủ yếu là cá chép nè, cá trê rồi mấy cá rô phi mọi người. Hôm nay câu được cá này cũng mừng lắm mọi người. Đừng nhạt đúng.
Ta kia đã không open thời gian luôn. Thơm hả? Chuyện là tên nhật đấy. Ngô ta kia rồi kìa. Lỡ mới lắm. Thế khá tu lấy thì India kèn hạ. Agan rikam kena. Dừng ngắn đi, tao mi. Bây giờ là đang có cáo nhưng mà bị mắc cái kia. Mấy cái cây ở dưới nước ấy mọi người, nên phải xuống lội bắt cá luôn. Mà không biết có cá hay không nữa. Thằng em kia nó xuống xem thế nào. Hy vọng là có cá. Mẫu à? Nghe giọng của cá. Lì lên khang là tẻ. Mau á. Cá. Lắm mưa lắm. Cá ta cá bếp. Mua sao mua mua mẹ. Đấy, bây giờ là câu được một con cá rô phi nữa nè mọi người. Đấy. Nãy mình từ bên kia chạy qua bên này, chạy bay luôn mọi người, chỉ để câu được một con, chỉ để quay được một con cá. Đấy, chưa là nó bắt đầu ăn rồi. Con cá rô phi nha. Đây mọi người, bây giờ là trời mà đã gần buổi chiều rồi mọi người. Bây giờ là bọn mình thu gom dụng cụ đồ nghề câu cá rồi. Bọn mình chuẩn bị đi về nha. Để hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo của mình nha. Hôm nay bọn mình câu cá thua thảm thẻ luôn mọi người, không được con cá nào luôn. Chỉ được có vài con thôi. Đấy, bây giờ là thu chọn đồ chuẩn bị đi về thôi. Đường đi về còn khá là xa luôn mọi người, không biết trời có mưa trên đường không. Đấy, hôm nay là kiểu như cái nước nó bị đục á mọi người, nên cá cũng không ăn nhiều. Cái mà bữa mà ăn nhiều á là phải cá mà ăn nhiều là phải cái nước phải trong á mọi người. Bây giờ là cá đục á, đang mùa mưa mà. Đang mùa mưa nên cá rất là ít luôn. Kiểu như cá nó bị đi nghỉ dưỡng nghỉ mát thôi mọi người. Thôi bây giờ là xin chào tất cả mọi người nha. Bọn mình sẽ chuẩn bị đi về đây, kéo lại trời lại mưa đấy mọi người. Đây mọi người thấy cái trời bắt đầu sấm xịt rồi.